Ẩm thực Bình Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Lần đầu tiên mình thấy lẩu băng chiền nước nha quý vị. Một dải băng chiền ở giữa nè. Thấy vậy thấy chạy xuôi theo dòng nước nè. Đấy. Bên kia một dải băng chiền nữa, cũng như vậy. Điều quan trọng là qua bên cái khúc cua rồi vậy. Cái khúc cua. Rồi cái khúc giữa này nè. Đó, nó chuyển đổi như thế nào. Đây, qua bên khúc cua đây chúng ta xem cái khúc cua nè. Đấy. Và đến khúc cuối thì nó vòng ngược lại. Tất cả là ba dải. Và chúng ta sẽ khám phá những cái món lẩu tại đây nha quý vị. Đó, vị trí địa điểm thì quý vị và các bạn tìm thêm trên Google Maps. Rồi, ẩm thực Bình Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là 2 tháng 9 nha quý vị. Phố đi bộ tại Bình Dương bị gọi là vỡ trận, gặp một cơn mưa quá to là to. Đó, bên kia thẳng về đó là phố đi bộ quý vị. Và đi ngược lại là ở đây là phố đi xe. Thế vậy chứ đây là con đường view đẹp nhất Bình Dương nha quý vị. Đó là con đường ẩm thực có view đẹp nhất Bình Dương. Phố đi bộ có sông, có ẩm thực, nhưng mà phải là đi bộ. Còn đây là vừa đi xe được, vừa có ẩm thực. Bên tay phải mình là bờ sông, đúng không? Bên tay trái là phố ẩm thực, tạm gọi là phố ẩm thực view đẹp nha, và tạm gọi phố ẩm thực chạy xe được chứ không phải là phố đi bộ. Đó, hôm nay vỡ trận phố đi bộ, ướt nhẹp, ướt sũng, ướt chưa từng thấy. Chúng ta sẽ ghé một cái quán gọi là rất độc đáo, ăn lẩu băng chiền. Cái gì vậy bạn? Nghe được đó là băng chiền thì đơn giản đó quý vị, nhưng mà đây là băng chiền nước nha quý vị. Lẩu băng chiền xuất xứ từ Nhật Bản, sau mà qua Việt Nam có thể biến tấu các món lẩu truyền thống của Việt Nam. Nhưng mà băng chiền ở trên nước thì chúng ta chưa từng thấy, mình cũng chưa từng thấy, chỉ nghe nói thôi. Chúng ta cùng hôm nay chúng ta sẽ khám phá. Và tên quán là Hồ Sông Biển. Ở vị trí đây là đường Nguyễn Tri Phương nha vậy. Nguyễn Tri Phương. Đây Nguyễn Tri Phương nói dài á. Cặp bờ kè. Chị thấy con đường view sông đẹp. Đẹp, có thể nói là đẹp nhất Bình Dương luôn. Chúng ta tiếp tục chúng ta khám phá, vừa ngắm cảnh, vừa mắm view đẹp, vừa tìm cái quán có tên là Hồ Sông Biển. Hơi kết hợp Google, cái gì bạn tìm thêm nha. Chưa thấy ha, lên Google tìm thêm đi em, Google phụ thêm đi. Tại vì cái quán chưa từng đến. Đó. Thấy nè, mì cây, chà, sữa. Vậy là view tuyệt đẹp, hồ sông biển. Sao có hồ sông biển nha, ta đi tiếp chút xíu nữa. Google có chỉ đường không em?
nó bờ sông Sài Gòn nè. Rồi ta tới quán hồ sông biển này nha, khám phá lẩu băng chuyền tại hồ sông biển đó. Hồ sông biển nha vị, về cái không gian là cơ đỉnh chưa đấy, cơ đỉnh đây, nhìn ra bờ sông Sài Gòn nè, rồi nhìn ngược lại nè, gần ẩm thực Sơn Hải luôn, nhìn ngược lại nè vị đấy. Rồi lên khám phá lẩu băng chuyền, chờ mình vậy lát. Ờ đúng là bên đây là phố, gọi là phố đi xe luôn vậy, thoải mái, xe cộ thoải mái nè. Đó xe của sư phụ mình nè, sư phụ VIP nhất Bình Dương của mình nè. Sư phụ khỏi phải vật vả bên phố đi bộ ha, giờ là phố đi xe luôn nè. Sư phụ Hồ Hoài Thanh. Rồi chúng ta khám phá quán hồ sông biển, view đẹp, có vóc dáng của hồ, có vóc dáng của sông, có vóc dáng của biển, có view sông. Quý vị và các bạn thấy nhìn đối diện là view sông nè, những du thuyền của sông Thị Tính à. Và đi cuối đường này là phố đi bộ nha quý vị. Rồi khám phá hồ sông biển, lẩu băng chuyền nước hồ sông biển. Đấy quý vị, này như nãy mình nói nè quý vị, băng chuyền nước. Ấy, ủa sao ngưng rồi? Sao đang chạy ngưng rồi? Ba dãy băng chuyền ở bên kia, khám phá băng chuyền bên đây nữa nha. Bên đây sao ngưng là lý do sao ngưng mình không biết. Wow, hai giải, wow, ba giải. Bên đây ba giải băng chuyền nước. Rồi khám phá trong có gì hấp dẫn luôn vậy ha. Đã quá trong nữa. Ồ, hay quá, hay quá. Lẩu nè, cá nè, cá nè, mực nè. Đó, đủ thứ. Đây, mì gói. À, mình coi coi băng chuyền nước nó chuyển cánh như thế nào, nghe cái góc đây nó hoạt động như thế nào trời. Wow, hay, qua đây coi. Wow, rồi dưới này sao ta? À, đây cũng có cái góc đây nè. Ở bên kia cũng có góc, nhưng mà sao nó chuyển liên tục hay được, hay là ở sao? Hay. Chúc quý vị và bạn ngày lễ Quốc Khánh thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau khám phá những món lẩu có tại lẩu băng chuyền nước ở cái quán phải nói là độc nhất vô nhị tại Bình Dương. Lẩu băng chiền xuất phát từ Nhật Bản, nhưng mà thường chúng ta thấy băng chiền cơ, băng chiền bằng motor, còn băng chiền bằng thủy lực, bằng nước như thế này là lần đầu tiên mình thấy, độc lạ. Đấy đó. Băng chiền nước, quán hồ sông biển, view đẹp, cảnh đẹp, có một cái cách nấu lẩu thật là độc đáo. Rồi lên chưa em chọn món lẩu gì chưa? À, lẩu gì? Lẩu Thái.
Lẩu Thái hả? Lẩu Thái xin nước Thái. Nó có bao nhiêu lẩu à? Nó có bao tất cả bao nhiêu cái lẩu? Bao nhiêu vị lẩu á? Chị em ăn lẩu Thái không hả? À vậy hả? Sợ cay. Để anh hỏi cho. Em ở đây có bao nhiêu loại lẩu em? Lẩu gì, lẩu gì? Thái, hợp cẩm, tứ xuyên. Còn nướng? Có trên đó là lấy xuống lò nướng dưới đây nướng thôi. Ừ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Ừ. Chua cay sao nhỏ ăn được? Chua cay vừa vừa thôi cho cô con gà. Ừ. Rồi sao rùa ăn được, sao bé nhỏ ăn được? Rồi thì ở trên đây nó sẽ có những cái khay thức ăn như thế này nè. Đấy, khay thức ăn như thế này nè, cho chúng ta chọn. Đây mực nè, tôm nè, chân gà rút xương này, cá đó. Cái này cái gì em hay ăn nè em? Cá hồi nè, tôm nè, rau đấy, lẩu, thịt. Đọng lại con, thịt đây, mực tuột nè, mực tuột nè, nấm đây, nấm bù ngư. Cái này cũng là cái con cá. Rồi chân gà rút xương, mực. Rồi dừng lại, tự nhiên dừng lại ta. Có thịt bò, có chung là có đủ nguyên liệu của cái lẩu á, chúng ta tự chọn. Rồi ăn thì như thế nào không biết, nấu như thế nào lần nữa mình khám phá đó. Em chọn hết à? Chọn để nấu lẩu Thái như đây rồi hả? Thì xin cô, xin cô, xin cô đi. À, xin cô đi, xin cô đi em. Đó, đó phục vụ đấy, nước đá, nước đá phục vụ, nước đá vào đó. Quán thực khách này, ngồi quanh ba cái băng chuyền bằng nước như thế này mà chạy lâu lâu hình như nó dừng lại vậy, ngộ quá. Rồi có những cái điểm chuyển tiếp đó để nó trộn, có những cái điểm cua và cái điểm giữa đó nó trộn hay sao đó. Nó trộn, trộn để làm sao đảm bảo là đấy. Cái đó gì vậy? Đồ nướng à? Ờ, đồ, đồ nướng. Chắc là cái đó là vú á. Vú về nãy giờ sờ ra muốn quá hả? Vú của con heo nái á. Vú heo nướng chứ làm gì có vú dê. Xong mà ý tưởng hay. Đó là một ý tưởng hay quý vị. Chút nữa lên lẩu xem nó hấp dẫn không. Rồi món nướng hấp dẫn không nha. Đó, nước, nước lẩu đã sôi rồi đấy. Bỏ lẩu vô. Ở đây hình như lấy bao nhiêu thì ăn bao nhiêu thôi ha. Còn vị lẩu thì mình không dám đánh giá về cái chất lượng, cái độ ngon của lẩu. Mỗi người mỗi khẩu vị nha vị. Khi mà được cái không gian view đẹp, lẩu băng chiền độc đáo, có lẩu ăn, có bếp nướng. Rồi chúc mọi người ngày 29 thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đó. Có dịp thì trải nghiệm lẩu băng chiền cho biết. Không đánh giá về thức ăn, chỉ chấm điểm về cái độ view đẹp, không gian đẹp và nó độc đáo trong thiết kế, lạ lẫm như thế này.